Hệ thống điều khiển trong không gian trạng thái để cho ta một cái đường truyền thế này. Khi mà truyền là ta mở mắt ra. Gọi là truyền này là hạt. Hạt chỉ ra khâu HS thì là câu này thôi. À, truyền thở hồi tiếp âm đơn vị ta có phải feedback hạt một nữa ta nhập hạt ta. Ở đây màu ta có thể nhận ra là sẽ được là 6S13 cộng 11SB cộng 6S cộng 1 thì số sẽ là 6 11 6 đây phải là cơ bản các cơ của hệ thống như là đây là quyền tổng quát của hệ thống của ta hệ thống các quyền hồi tiếp âm đơn vị câu B xác định phương trên trạng thái của hệ thống. Phương trên trạng thái thì ta sẽ gọi sau. À. ABCD là các cái số. Số là một số hoặc là tạo ra 6SB cộng 11 6S13 cộng 11SB cộng 6S cộng 101 đó số là 6 11 ABCD là các mã đề. Thì phương trên trạng thái được lập từ các hệ số ABCD nhé. Kiểm tra tính điều khiển được, tính quan sát được, tính quan sát được. Một kiểm tra mã trần điều khiển được thì ta có
điều khiển được mà đây quan sát được thì ta sẽ có để khảo sát các đặc tính trong mê thời gian và trong mê tần số ta sẽ có ta sẽ vào ta sẽ gọi trong editor để thì một lúc bốn cái chúng ta chia bảng thì bài nào tập là cần giải thích nhiều đây là hàm quả đồ hàng T hàm trọng lượng với kẹp T đây là trọng tính tên biến pha để được bốn rồi chúng ta xong thì tiếp được truyền của hệ thống như thế này.
Và khi quyết định để xây dựng sơ đồ của Tam Quyền. Đây có một bộ cầu đi hệ thống phản hồi âm nhập học tiền từ số là một trăm sáu mươi một sáu mươi một lẻ một rõ hơn thì ta có thể mở rộng chạy một vòng.
Từ đấy ta về nhà sẽ đặt tại quán quên trong nhân dân nhà cận số trong cửa nhớ nhân sẽ mà chúng bay cỡ tại Đà Nẵng ra đến đấy thì bay nằm đã làm xong.